Minh Kiệt xin kính chào các anh chị, các bạn đã quay trở lại với channel của Minh Kiệt. Thì mình biết đến đâu thì mình sẽ chia sẻ đến đó nha các bạn. Chứ mình không có làm về dịch vụ Facebook. Không phải khoảng nào Facebook nó cũng mở cho các bạn được đâu. Thì cái dạng này á, là Facebook bắt mình up giấy tờ tùy thân hoặc là quay video. Nhưng mà trước đó là mình đã gửi rất là nhiều link rồi, 890 rồi gì, nói chung là 862 rồi nhiều lắm. Nhưng mà Facebook thì nó treo hoài, thậm chí là một hai tuần, một tháng, hai tháng, thậm chí là nửa năm. Đó, thì ok, thì cái video này nó hơi dài, cho nên là mình sẽ chia làm hai phần. Đầu tiên thì mình sẽ nói kỹ cái phần này nha. Các bạn có thể vào xem những điều khoản của Facebook. Đó, mỗi một quốc gia thì nó sẽ có riêng những cái điều khoản của nó ở trên quốc gia đó. Ví dụ ở Việt Nam mình thì nó có những cái điều khoản này nè. Đó, bây giờ mình sẽ demo cho các bạn thấy. Mình sẽ chuyển IP sang một cái quốc gia khác, mình sẽ thấy cái điều khoản là nó có một sự khác biệt ở đây. Bây giờ để coi, họ đi máy bay qua Đức đi. Rồi, trong mỗi video mình nói rất là kỹ mà tôi nói mình không có làm về dịch vụ này, các bạn có thể xem lại video nha. Bây giờ mình chuyển IP sang một quốc gia khác là Đức. Đó, thì các bạn thấy là cái tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook nó ở đây nó sẽ có một sự khác biệt một chút. Đây, đạo luật gì nè, đó thì nó thêm cái dòng này. Và các bạn để ý giùm mình nha. Ok, thì ở đây Facebook nó ghi rõ nè, nếu các bạn để IP ở Việt Nam á, thì nó sẽ không có cái mục này đâu. Tuyên bố quyền sở hữu và quyền tác giả nè, trang web facebook.com được cung cấp cho bạn bởi nè Facebook ở đâu nè, Dubai, Ireland, đại diện ủy quyền là ở đâu, văn phòng đăng ký kinh doanh, mã số doanh nghiệp. Ok, thì các bạn thấy ở bên châu Âu á, theo của ý kiến mình thôi nha, thì cái trụ sở của Facebook nó sẽ đặt tại Ireland. Và đây mình sẽ cung cấp cho các bạn luôn cách thức liên hệ với Facebook qua cái email này. Nói chung là mình đi các nơi mình gửi đơn nha các bạn. Bây giờ nếu mà chưa mở nữa mình qua tổng công ty của nó là sao. Rồi, video này mình tính làm tầm khoảng 8 phút hơn để có nhiều quảng cáo, nhưng mà thôi sợ dài quá mới còn mất thời gian của các anh chị và các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển IP sang Ireland, mình sẽ gửi một cái link này. Tất cả những link thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả của cái video này. 138 câu hỏi về chính sách dữ liệu ở đây. Khi mình chuyển IP sang quốc gia khác thì các bạn có thể để tiếng Anh nha, để tiếng Anh đi. Ok, cái mục đích chuyển IP là gì mình nói hoài à. Có nghĩa là mình cầm những cái lá đơn này mình đi cầu cứu đó. Singapore không được thì sang Đức, sang Ireland đó, gửi những cái form như vậy. Một ngày có thể là hàng tỷ người họ bị cái trường hợp này, cho nên nhiều khi Facebook họ chưa có xem xét và người thật người ta mở cho các bạn nha. Ok, mình sẽ vào cái email mình gửi trực tiếp cái nội dung đính kèm giấy tờ tùy thân qua cái email này. Đó, cái email hồi nãy mình đã giới thiệu cho các bạn á. Rồi, về cái nội dung á, thì tùy thôi. Bây giờ mình sẽ copy nguyên cái nội dung. Thông báo lỗi màn hình ở ngoài Facebook nó thông báo á, là thời gian xét duyệt dài hơn thường lệ gì nè. Copy nguyên dòng. Bắt vào đây. Ở dưới thì mình để chữ CBS nhỏ nè. Vui lòng Facebook team support và hỗ trợ tôi mở lại tài khoản. Thank you. Rồi, gửi thôi. Tất cả những nội dung này mình gửi chung một IP Ireland. Khi mà nó rep mail lại thì các bạn chuyển IP về lại Ireland và trả lời lại cho nó nha. Để thôi, nó nhiều khi spam tùm lum IP mất công Facebook nó nghi ngờ. Rồi, thì mình biết đâu mình chia sẻ đó thôi, chứ mình không có gì dạ rành này đâu các bạn.
Đó, khi Facebook nó rep mail là trong vòng 24 giờ nó sẽ rep mail lại cho các chị và các bạn, thì lúc đó mình viết lại nội dung Facebook của tôi bị gì á, vân vân. Đó, khi mà các bạn bị chatbot như vậy thì tất cả những hoạt động trên Facebook nó sẽ không thông báo về email luôn, có nghĩa là cái Facebook của các bạn nó bị đóng băng luôn. Đó, thì mình gửi một cái email như vậy và cái link contact như vậy thì 50% ở đây Facebook nó đã mở cho mình rồi đó. Mở là gì? Nó là mở tất cả những thông báo hoạt động lại trên Facebook. Nhưng mà mình qua lại cái dòng timeline nè, thì mình gửi tiếp cho nó một cái link là 970. Và cái link này mình sẽ làm trong phần 2 nha. Và cái IP ở Việt Nam các bạn không thể nào gửi được cái contract này. Đó, các bạn thấy là cái link contract đầu tiên á, là nó đã mở cho mình rồi đó. Mở là dòng thông báo này kia, nhưng mà khi mà vào cái timeline thì chưa sử dụng được Facebook. Có nghĩa là mình đi được 50% của đoạn đường này. Và tiếp tục mình sẽ gửi cái link contract cho nó là 970. Đó. Cái link contract này á thì mình sẽ làm trong phần video tiếp theo vào ngày mai, ngày mốt rồi đó. Mình sẽ làm kỹ hơn cho các chị và các bạn. Đó, thì các bạn thấy là liên hệ với đội ngũ bảo vệ dữ liệu nè. Đó, thì chỉ bộ phận này họ mới giải quyết được vấn đề này thôi. Còn mình support qua những cổng giống như là Facebook quảng cáo thì họ cũng trả lời chung không ạ. Support Facebook quảng cáo họ cũng không mở được đâu. Họ cũng nói chung họ không có thẩm quyền. Mình nói chung mình nói chuyện rất nhiều lần rồi vẫn không được đâu các bạn. Chỉ còn một cách duy nhất, nếu mà treo lâu quá phải gửi cái link này 970. Ok, video sau mình sẽ chia sẻ tiếp các anh chị và các bạn. Bye bye.